Cô chú, anh chị và các bạn có thể thấy những hình ảnh như thế này, một hàm răng rất là đẹp đúng không ạ? Nhưng cái gì thì cũng có hai mặt, cái việc làm răng sứ cũng có rất là nhiều nhược điểm, ví dụ như là hình ảnh này hay là hình ảnh này. Và dựa trên những hình ảnh ấy, chắc cô chú, anh chị và các bạn cũng có thể biết chủ đề ngày hôm nay của chúng ta là gì. Tôi là bác sĩ Nguyễn Ngọc Bảo, chuyên gia cấy ghép implant và phục hình răng sứ tại nha khoa Lạc Việt Intech. Hôm nay chúng ta cùng với bác sĩ đi đến với chủ đề nhược điểm của vấn đề bọc răng sứ. Ưu điểm của việc làm răng sứ đó chính là nhanh, đẹp ở những trường hợp mà mất răng, ví dụ như chúng ta làm cầu. Tuy nhiên, bên cạnh đó, cái việc mà chúng ta làm răng sứ sai chỉ định hay là chúng ta lựa chọn ca làm răng sứ cũng như là lựa chọn vật liệu làm răng sứ không chính xác sẽ gây nên rất là nhiều biến chứng hay là nhiều nhược điểm đối với khách hàng làm răng sứ. Thứ nhất, phải mài đi răng thật của khách hàng. Cái việc chúng ta làm răng sứ thì chúng ta sẽ phải mài đi phần men răng và phần nga răng của khách hàng. Đây là một phương pháp điều trị không phục hồi, có nghĩa rằng khi mà chúng ta đã làm răng sứ thì cái răng của chúng ta không thể trở về trạng thái ban đầu được. Vì vậy, nếu chúng ta lựa chọn bác sĩ có kỹ thuật không tốt hay là một ca lâm sàng mài răng sứ sai chỉ định thì có thể gây nên các tình trạng biến chứng nghiêm trọng. Điều đầu tiên có thể dễ nhận thấy đó là tình trạng ê buốt răng của bệnh nhân sau một cái thời gian sử dụng. Thứ hai, ở những trường hợp chúng ta mài quá sâu hoặc quá nhiều để chỉnh trục răng có thể gây nên tình trạng mài răng sứ vào tủy, từ đó phải chữa tủy và làm giảm đi cái tuổi thọ cái răng của chúng ta. Cái cùi răng của bệnh nhân còn lại quá nhỏ có thể gây nên tình trạng gãy cùi răng trong quá trình bệnh nhân ăn nhai, từ đó chúng ta sẽ phải nhổ bỏ những cái răng. Vì vậy, răng sứ cũng sẽ có những chỉ định riêng của vấn đề về răng sứ. Ví dụ, ở những ca mà bệnh nhân bị nhiễm tetracycline màu ngả vào không thể tẩy trắng thì chúng ta sẽ có trường hợp chỉ định là làm răng sứ. Hay trong những cái trường hợp bệnh nhân có khe thưa nhỏ, hàm răng đều có thể làm veneer để đóng khe thưa. Còn những trường hợp mà khách hàng bị mất răng, chúng ta không nên làm cầu răng mà hãy tìm đến phương pháp trồng răng implant. Trong những trường hợp hàm răng của chúng ta bị lệch lạc quá nhiều, chúng ta không nên làm răng sứ để chỉnh hình lại cung răng mà hãy nghĩ đến phương pháp niềng răng. Nhược điểm thứ hai đó là về tuổi thọ của răng sứ. Như cô chú, anh chị và các bạn cũng đã biết, việc làm răng sứ thì chúng ta sẽ phải mài đi mô răng thật của khách hàng, từ đó làm giảm tuổi thọ của chiếc răng được làm răng sứ. Và đặc biệt trong những trường hợp mà chúng ta làm cầu răng sứ để phục hồi chiếc răng mất thì mô hình chung làm tăng quá tải lực ở vấn đề hai nhịp cầu, từ đó sau quá trình ăn nhai về lâu và về dài sẽ gây nên hiện tượng hỏng nhịp cầu và hỏng cái cầu răng sứ. Ngoài ra, nếu chúng ta làm răng sứ sai kỹ thuật gây nên hở đường hoàn tất thì có thể gây nên vấn đề đọng thức ăn trong thời gian ngắn, sẽ gây nên các hiện tượng ví dụ như là hôi miệng, viêm lợi, chảy máu khi đánh răng, và về lâu về dài có thể gây nên các tình trạng như là viêm nha chu, răng lung lay do vấn đề tiêu xương, từ đó sẽ phải nhổ bỏ. Một vấn đề nữa là về vật liệu làm răng sứ. Nếu chúng ta lựa chọn vật liệu làm răng sứ với lợi sứ quá mềm thì sẽ dễ gây nên hiện tượng vỡ sứ trong quá trình ăn nhai. Nếu chúng ta lựa chọn một loại sứ nó quá cứng thì sẽ gây nên hiện tượng sang chấn khớp cắn và làm hỏng răng đối diện. Ngoài ra, nếu cô chú, anh chị và các bạn sử dụng các loại sứ là sứ titan, sứ kim loại thì về lâu về dài cái phần kim loại sẽ bị oxy hóa do cái môi trường axit nước bọt trong miệng của chúng ta, gây nên hiện tượng đen đường về lợi, từ đó gây mất thẩm mỹ về lâu về dài cho chiếc răng sứ. Về chung quy lại, tuổi thọ trung bình của một chiếc răng sứ thường kéo dài từ 7 đến 10 năm. Và bác sĩ Bảo đã tiếp nhận nhiều ca đến với nha khoa Lạc Việt Intech với tình trạng vỡ sứ phải làm lại răng sứ, răng sứ bị tụt lợi phải làm lại răng sứ, hay những trường hợp nặng nề hơn làm răng sứ sai chỉ định gây nên các hiện tượng như là gãy cùi răng, răng bị lung lay, viêm nha chu nặng, từ đó sẽ phải nhổ bỏ và cấy ghép implant. Nhược điểm thứ ba đó là hạn chế khả năng ăn nhai. Việc chúng ta làm răng sứ sai kỹ thuật, sai chỉ định hay là sai phương pháp có thể ảnh hưởng rất nghiêm trọng đến khả năng ăn nhai của khách hàng. Đơn giản nhất, sau khi khách hàng làm răng sứ có thể gây nên các tình trạng ê buốt kéo dài khiến khách hàng không thể ăn những cái đồ như ví dụ như là nóng, lạnh, chua và ngọt. Cái việc chúng ta mài răng sứ sai cách, mài răng sứ quá nhiều khiến cùi, thân và chân răng quá ngắn, quá bé gây nên hiện tượng đau nhức khi mà khách hàng nghiền thức ăn hay là ăn những cái đồ mà dai cứng. Ngoài ra, sau khi lắp răng sứ, cái việc mà chúng ta chỉnh khớp cắn không tốt gây nên các hiện tượng kênh, cộ khiến khách hàng ăn nhai không thoải mái, hay là chúng ta chỉnh răng sứ quá nhiều gây nên tình trạng hụt khớp, khách hàng không thể nghiền nát được thức ăn, không thể nghiền nhuyễn được thức ăn. Ngoài vấn đề ảnh hưởng đến khoang miệng còn có thể ảnh hưởng đến các cái vấn đề của hệ tiêu hóa, ví dụ như là dạ dày, đại tràng hay là tá tràng. Thứ tư là rủi ro về mặt thẩm mỹ. Như cô chú, anh chị và các bạn có thể biết,
làm răng sứ là một chỉ định để giúp chúng ta cải thiện được cái thẩm mỹ về nụ cười. Nhưng trong những cái trường hợp mà chúng ta làm răng sứ sai kỹ thuật hay là sai chỉ định có thể gây nên những vấn đề về rủi ro về vấn đề làm răng sứ. Ví dụ như là răng sứ có màu sắc khác so với răng thật, răng sứ có hình dạng khác với răng thật, răng sứ quá nhỏ, quá lớn, quá chìa hoặc là quá móm, hay chính là răng sứ có đường viền níu không tự nhiên, đường viền níu quá cao hay là quá thấp. Từ đó cô chú, anh chị và các bạn có thể nhìn thấy được cái vấn đề làm răng sứ không thể cải thiện được thẩm mỹ nụ cười cho bệnh nhân. Ngoài ra, với vấn đề chúng ta làm răng sứ bằng chất liệu không tốt như là sứ bên ngoài là sứ nhưng bên trong là bằng kim loại có thể gây nên các hiện tượng đen đường viền níu sau một thời gian sử dụng. Từ đó cũng ảnh hưởng đến thẩm mỹ nụ cười của một ca làm răng sứ. Nhược điểm cuối cùng là khó vệ sinh. Trong những ca mà chúng ta làm răng sứ sai quy cách hay là chúng ta lắp răng sứ không tốt có thể gây nên các hiện tượng như là hở đường hoàn tất. Từ đó sẽ gây nên các hiện tượng bám thức ăn, đọng cao răng dưới lợi, viêm nha chu và gây hỏng răng. Và ngoài ra, trong khi quá trình gắn răng sứ, chúng ta sẽ phải sử dụng một cái chất gắn người ta gọi là xi măng gắn trong nha khoa. Và khi mà chúng ta gắn răng sứ mà không loại bỏ hết được cái phần xi măng gắn này có thể gây nên các hiện tượng viêm lợi, kích ứng lợi, từ đấy gây hiện tượng chảy máu khi đánh răng, hôi miệng kéo dài. Và chắc hẳn nhiều cô chú, anh chị và các bạn đang xem video cũng đã gặp phải những cái nhược điểm này của răng sứ, là chúng ta cảm giác bị hôi miệng sau khi mà chúng ta lắp răng sứ, hay là chúng ta bị rắt thức ăn sau khi mà chúng ta đã lắp răng sứ về nhà. Và vừa rồi cô chú, anh chị và các bạn cùng với bác sĩ Bảo đã đi qua cái nhược điểm của vấn đề bọc răng sứ. Nhìn chung, nguyên nhân chính của các nhược điểm này là chúng ta lựa chọn chỉ định sai cho một ca bọc răng sứ kết hợp với kỹ thuật bọc răng sứ là không tốt. Vì vậy, nếu cô chú, anh chị và các bạn đang có ý định và mong muốn bọc răng sứ thì hãy đi tham khảo một vài nha khoa uy tín để lựa chọn cho mình được một nha khoa uy tín có một bác sĩ có kỹ thuật tốt. Ngoài ra, cho mình một cái phương án điều trị phù hợp về vấn đề bọc răng sứ. Hy vọng những chia sẻ hôm nay của bác sĩ Bảo đã giúp cô chú, anh chị và các bạn có một cái nhìn sát nhất về những nhược điểm của vấn đề làm răng sứ, từ đó lựa chọn cho mình được một cái phương pháp làm răng sứ phù hợp với sức khỏe răng miệng của bản thân. Nếu cô chú, anh chị và các bạn còn thắc mắc, xin đừng ngần ngại liên hệ đến hotline của nha khoa Việt Intech để được đội ngũ bác sĩ tư vấn thăm khám và hỗ trợ. Bác sĩ Bảo xin chào và hẹn gặp lại.